Hello tất cả anh em nha, lại là em Huy Xe đây. Hôm nay sẽ giới thiệu cho anh em con FT15 siêu lướt 3.000 cây. Đó, con này khá là nhiều anh em hỏi. Nay về được thêm con nữa, trong nhà em thì còn một xe. Đó. Nói chung là mấy bữa nay đang giãn cách chỉ thị 16 nên là cũng nhập ít xe thôi anh em ạ. Nhưng mà nhân tiện đây thì bên cửa hàng em có ưu đãi cho cửa hàng cho các anh em khách hàng là anh em mua xe thì được phải đi ship nha, trong bán kính 100 cây nhá. Và các anh em ở các tỉnh miền Tây thì phải đi ship luôn nhá. Đó, ok. Thì hôm nay em về được con MT15 này, em sẽ giới thiệu cho anh em qua để anh em tham khảo nhá. Đó, số điện thoại của em là 0974847553. Địa chỉ cửa hàng là 52 Lê Hồng Phong, Tân Nông Nghiệp, Gia Bình Dương nha. Đó, ok, không làm mất thời gian của anh em nữa. Con này đặc biệt cái là nó có được biển số Sài Gòn nhá. Những anh em nào hộ khẩu Sài Gòn thì sang tên rất rẻ, 82340. Ok. Xe thì lướt nên không có gì để tả cả. Quay qua cho anh em hình dung thôi. Đó, ô đô đây, 3425 km. Ốc tán đây. Xe màu đen nha, rất dễ nhìn luôn. Cho anh em xem máy móc các kiểu đây. Đó, ốc sau này xe rửa với rửa xong, sên thì hơi vàng một chút, thì tí nữa em sẽ xịt dưỡng sên lên là nó sẽ đẹp nha anh em. Xe này mới rửa thì nó sẽ hơi vàng một chút, kiểu để lâu ngày không đi anh em. Nhưng mà ốc tán này như mới nhá, thấy không, dàn áo thì khoảng tầm cỡ 90%. Ốc tán sáng không gì, ô đô 3.000 cây chuẩn nhá, màu đen. Anh em nào khẩu Sài Gòn sang tên về bao rẻ luôn, nó lốp còn rất dày. Có thể nổ máy cho anh em nghe thử chơi. Mọi thứ là hoạt động bình thường nha. Màu đen rất dễ nhìn. Xe này thì đồ chơi có lên được cái chống đổ này, cái kính chắn gió này. Và theo em nghĩ là hết rồi đó. Bô zin thì êm lắm. Anh em nào ưng thì có thể alo qua số điện thoại giùm em cái nha. Đó. Ok, thì con này xe lướt đây là không cần giới thiệu nhiều. Thì bên trong này còn mấy con tiền thể dịch cúm này review cho chơi cho anh em xem ha. Thằng lay này, Street 750 này. Đẹp. Không góc chết nhá. Đen thui luôn. Máy móc đây. Đó. Giá của em này giờ là 199 triệu nhá. Xe là 2015, ô đô là 15.000. Lốp trước sau còn theo xe nhá. Bô zin còn đủ hết cho anh em nha. Bên này là Vulcan 650, Vulcan S650. Xe này 2019, ô đô 8.500 nhá. Mấy con xe này còn xe keng không anh em ạ? Đó, giá là 199 luôn, bằng con Street 750 này. Bên kia là chỉ beo 300, beo 500 đầy đủ hết cho anh em nhé. Beo 300 thì dao động tầm khoảng 8 mấy triệu là có rồi. Bên này đi, Classic thì em có Royal Enfield 650, tầm 157 triệu là có xe nhé, hai bản luôn. Bản Classic và cà phê này. Rồi, CB 1000, 212, biển Sài Gòn, 229 triệu. Z8 tầm 163 là có nhá. Ninja 4 này 115 triệu là có hàng này. Còn 3 cái xanh, một đỏ, một đen cho anh em lựa. Z3 đây, một hàng luôn, tầm 87 triệu 500 là có xe. Ninja 3 cũng còn rất nhiều nhá. 1, 2, 3, 4. Bên này là 5. Giá tầm khoảng 84 đến 89 triệu nhá. Tùy anh em lựa chọn. Đó, rất nhiều luôn. Thì cửa hàng em còn rất nhiều cái dòng 300-400 phân khối nhá. Nhiều lắm. Trong này còn con MT15 nữa này. Đây, con này 60 triệu 500, euro 5.000. Màu xanh, nhưng mà xanh đậm anh em ạ.
thì anh em coi ưng cái dòng nào hoặc là muốn mua những cái dòng xe gì thì có thể alo qua số điện thoại nhé. Nếu mà cửa hàng có xe thì em sẽ tư vấn cho anh em và báo giá nhé. Số điện thoại của em là 0974847553, địa chỉ cửa hàng là 52 Lê Hồng Phong, Dĩ An, Bình Dương nhé. Anh em nào không nghe rõ số điện thoại địa chỉ có thể kéo xuống phần mô tả nhé. Bên em thì 150 thì hầu như là CBR 15 giá đích đầy đủ hết cho anh em, và em chủ yếu mạnh là từ 300 phân khối cho đến 1000 nhé. Đó, Bugatti này đã 821 189 triệu, xe đời 2016, ô tô 9000. Đó, ok. Thì clip cho anh dừng ở đây thôi. Có mấy con quay qua cho anh em tham khảo nhé. Anh em có vấn đề gì về mô tô thì alo trực tiếp qua số điện thoại cho em cái nhé. Ok, cảm ơn anh em đã coi đến cuối clip nhé.